bằng một thế lực nào đó nhá, em mới mua về hộp bánh su kem rồi em chạy đi đâu mất tiêu là mình phải ngồi ăn mình như nè. Y mà cái nhân kem này ngon nha, không uổng danh bánh su kem vạn người mê, giờ có thêm mình mê nữa rồi đó. Mà có ăn có chịu, lỡ ăn hết hộp bánh của nhỏ em thì giờ dẫn em đi mua hộp khác thôi chứ biết sao giờ. Mà mua hộp này thôi nha chứ ăn nhiều mập lắm. Mà tự nhiên đi ngang cái quầy bánh trung thu này nó thơm dễ sợ. Dạ, đây còn có nhiều loại nhân nhìn cũng xịn nha. Nhỏ em cứ đứng kế bên, cái này ngon nè, cái kia ngon nè, không biết cái nào ngon mà nhìn thèm dễ sợ nên mình lỡ tay lượm một hai mười mấy cái thôi. Mà nhìn cái hộp bánh của Sovereign này bằng giấy mà điêu khắc chi tiết đẹp ha. Xịn hơn thì còn có hộp sơn mài nữa, còn tặng cho hộp trà nữa, hợp lý dữ vậy. Bên trong được đóng gói riêng từng hộp kỹ lưỡng như vậy nè. Nhân lúc chị đẹp chưa về thì mình sẽ để trước cái hộp cẩm Sài Gòn này chứ thèm quá rồi. Mở ra có nguyên cái trứng muối bạ chả bự là thấy đúng gu rồi hả. Cá nhân vừa ăn không có quá ngọt là ưng à. Đường cái lớp vỏ cũng mỏng mềm. Ăn bánh trung thu mà uống ly trà nóng là đúng bài luôn. Đúng quá, thì mình thử thêm hai cái này nữa nha. Muốn mới lạ thì thử cái nhân bánh cà phê tan chảy này nè. Ăn nó thơm mà cái nhân cà phê giữa thì đậm vị. Để làm thêm cái trà xanh đậu đỏ hạt sen trứng muối. Bánh này theo kiểu từng lớp nhân chứ không phải trộn lẫn như nhau. Nên ăn lớp nào là cảm nhận rõ lớp đó. Mới đẩy hết ba cái nhỏ phát hiện chị đẹp đã về tới. Yên tâm, có để dành cho chị đẹp cái xịn nhất. Cắm sò đẹp nấm truffle. Thêm bốn cái lẻ size cỡ đại này nữa. Y mà nhìn nó bự thiệt á, nãy giờ ăn mấy cái nhỏ quen rồi. Mà bánh ở đây có ba size cũng dễ lựa chọn. Để thử miếng thập cẩm nấm truffle này coi. Nhận tiền nào của nấy ở một cái hương vị khác biệt hẳn luôn á nha.